Đề thứ 5. Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi. Chị ơi, chị gọi được thế thôi. Anh chiến sĩ đưa đường bỗng thấy nghẹn lời. Không làm sao anh còn nói nổi. Chị đặt hoa nhầm rồi. Mộ anh ấy ở bên tay trái. Chỉ có một vòng hoa chị mang từ quê lại. Hoa viếng mộ bên này đã có chúng tôi. Chị hiểu ý em rồi. Xin cho chị đặt hoa bên mộ đó. Cả cánh rừng chỉ có hai ngôi mộ. Viếng mộ anh có chị đến đây rồi. Viếng chồng của Trần Minh Hồ. Bài thơ có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đây là thể thơ tự do. Câu 2. Hãy xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. Phương thức biểu đạt chính đó chính là biểu cảm. Câu 3. Nội dung của bài thơ trên là gì? Nội dung của bài thơ trên là cái tâm sự của người chiến sĩ khi đón người vợ của đồng đội vào viếng chồng. Hai ngôi mộ, một vòng hoa. Người vợ ấy đã đặt vòng hoa mà chị mang từ quê lại lên ngôi mộ một đồng đội của chồng mình nằm bên cạnh vì chồng chị đã có chị. Bài thơ làm bật nổi cái tình người được sưởi ấm bởi tình người trong tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Câu thứ tư. Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng trình bày suy nghĩ của anh chị về vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua bài Viếng chồng của Trần Ninh Hồ. Thì cái hành động của người vợ đi viếng mộ chồng nhưng không đặt vòng hoa lên mộ chồng mà đặt vòng hoa lên mộ người chiến sĩ nằm bên cạnh. Nghĩa cử này thật là cao đẹp, làm sưởi ấm cái linh hồn người nằm ở dưới lòng đất bên kia. Còn kém may mắn hơn chồng mình vì không có người thân bên cạnh. Tình yêu thương bao la của người phụ nữ và lòng sẻ chia nhân ái đã nói lên một phần trách nhiệm đối với non sông tổ quốc. Lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã khuất, bởi khi đất nước lâm nguy, họ không màng đến bản thân, cá nhân mình, mà sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của dân tộc. Họ không hề sợ hiểm nguy, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Nghĩa cử ấy thật cao đẹp, và sự đồng cảm chia sẻ ấy là rất cần thiết, đáng được ngợi ca để nói lên vẻ đẹp và nhân cách ứng xử văn hóa của người phụ nữ Việt Nam truyền thống và hiện đại. Cô đã ôn xong cho chúng ta cái đề thứ 5.